Các bạn trong top 10 địa điểm du lịch lý tưởng nhất Thái Nguyên. Thái Nguyên là một tỉnh nằm ở vùng Đông Bắc Việt Nam, tiếp giáp trực tiếp với thủ đô Hà Nội. Mặc dù chỉ là một tỉnh vùng núi nhỏ, nhưng Thái Nguyên lại nằm trong top những tỉnh có nhiều trường đại học nhất Việt Nam, chỉ đứng sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Không có nhiều khu vui chơi sầm uất như các thành phố lớn, sinh viên ở đây lại tìm được cho mình những địa điểm du lịch độc lạ và đặc biệt rất vừa vặn với túi tiền ít ỏi của mình. Sau đây là những địa điểm du lịch lý tưởng nhất dành cho giới trẻ khi đến với Thái Nguyên. Đầu tiên là Hồ Núi Cốc. Hẳn mọi người không xa lạ gì với địa danh này. Hồ Núi Cốc nằm ở phía nam huyện Đại Từ, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 15 km về phía tây, là một thắng cảnh thiên nhiên gắn liền với câu chuyện tình huyền thoại về chàng cốc và nàng công. Hồ Núi Cốc là một trong những địa điểm du lịch làm nên thương hiệu cho nền du lịch Thái Nguyên. Nhưng không phải ai cũng biết rằng, ngoài sự nổi tiếng về ưu đãi của tự nhiên, Hồ Núi Cốc còn là một thiên đường vui chơi dành cho những bạn trẻ ưa thích mạo hiểm như là tàu lượn siêu tốc, đĩa bay, tên lửa, v.v. Có thể nói rằng, đến với Hồ Núi Cốc là đến với một ngày du lịch không ngừng nghỉ từ vui chơi giải trí đến thư giãn tham quan. Các bạn có thể bắt đầu chuyến đi bằng cách ghé thăm Huyền Thoại Cung, ngồi trên thuyền lắng nghe câu chuyện tình nàng công và chàng cốc, sau đó thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên xanh mượt trên đường đi, được trang trí bằng nhiều vườn hoa và hàng cây nhiều năm tuổi. Công viên cổ tích, công viên nước, vườn thú là sự lựa chọn tuyệt vời tiếp theo. Ngoài ra, sân khấu nhạc nước là một điểm dừng chân không thể bỏ qua. Hơn nữa, khách du lịch có thể ngồi thuyền tham quan các đảo xung quanh, những địa điểm vẫn còn rất hoang sơ. Đến với Hồ Núi Cốc là đến với một thắng cảnh sơn thủy hữu tình, đến với không khí trong lành mát mẻ để du ngoạn trên hồ và đắm mình trong câu chuyện tình chung thủy ngàn đời trở thành huyền thoại của vùng sơn cước. Địa điểm thứ hai là Hồ Nam. Hồ Núi Cốc vốn được chia ra làm hai phần, Hồ Nam và Hồ Bắc. Hồ Bắc hay còn được gọi là Hồ Núi Cốc là nơi vui chơi giải trí đầy đủ và hiện đại. Trái ngược với nó, Hồ Nam lại là nơi còn nguyên nét sơ khai và cũng là địa điểm được sinh viên Thái Nguyên ưa chuộng chọn là nơi tụ tập bạn bè nghỉ ngơi thư giãn cuối tuần. Lý do lớn nhất Hồ Nam được lựa chọn nhiều xuất phát từ diện tích rộng rãi thoáng mát phù hợp cho các buổi cắm trại picnic và tụ tập bạn bè. Đây là địa điểm lý tưởng cho các lớp từ cấp 2 cho đến đại học của Thái Nguyên hoặc thậm chí là một nhóm bạn bè nào đó đến, cùng nhau bắc bếp nướng gà, cầm đàn ngân nga câu hát, câu chuyện phiếm không có hồi kết hay thỉnh thoảng các nhóm lại giao lưu với nhau bằng các trò chơi dân gian vui nhộn. Dọc theo bờ hồ từ cổng cho đến tận tít ngọn đồi nhỏ, hôm nào cũng đầy kín các nhóm học sinh, sinh viên ngồi kín. Có lẽ người ta đến đây đơn giản vì cảnh và tình. Thứ ba, Hang Phượng Hoàng, Suối Mỏ Gà. Hang Phượng Hoàng, Suối Mỏ Gà là một trong những thắng cảnh nổi tiếng ở huyện Võ Nhai, đi dọc theo quốc lộ 1B Thái Nguyên Lạng Sơn, cách thành phố Thái Nguyên 45 km. Phượng Hoàng là một hang động rộng và có vẻ đẹp kỳ lạ, nằm ở độ cao khoảng 500m so với chân núi. Phượng Hoàng là một hang động cluster rộng lớn với vẻ đẹp kỳ lạ. Từ cửa hang động có thể bao quát hết quang cảnh cả một vùng đất rộng lớn, hai vòng cửa hang rộng và cao hàng chục mét. Trong hang không khí trong lành và mát rượi, đáy hang có nước trong veo, lại có những bờ cát trắng mịn ven bờ nước. Trong lòng hang, rất nhiều những nhũ đá được thiên nhiên tạo thành, những cột trống trời, mẹ bồng con, vụ nữ, voi trầu rất đẹp. Hang gồm có 3 tầng, tầng thượng là hang rơi, tầng giữa gọi là hang sáng và tầng cuối là hang tối. Hang sáng là hang động rộng nhất, được ánh sáng từ cửa hang chiếu vào, làm các khối nhũ đá trở nên kỳ vĩ. Ngoài thưởng thức khung cảnh hùng vĩ của hang, ngay dưới chân hang, cách khoảng 100m, du khách sẽ cảm nhận được không khí mát rượi từ suối Mỏ Gà chảy ra từ trong hang. Nước trong vắt ngay cửa hang chảy ra tạo thành một thác nước nhỏ tông màu trắng xóa, suối nước rộng trong và mát lành, có những chỗ sâu để du khách có thể tắm mát, thư giãn giữa khung cảnh thiên nhiên với chim chóc líu lo. Và giữa thời tiết nắng nóng ngột ngạt của mùa hè thì đây đúng là điểm dừng chân nghỉ ngơi lý tưởng. Thứ tư là đất đắng khán xa đường quốc lộ. Chính vì thế mà điểm hấp dẫn của nơi đây chính là cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên, được đắm chìm trong những cánh rừng nguyên sinh xanh mướt, trong một bầu không khí trong lành mát mẻ và những dòng thác tuôn chảy. Muốn vào đất đắng, du khách phải đi bộ luồn qua những rặng nứa gần sát mặt đất, có những đoạn du khách phải leo qua những con đường mòn, vắt ngang sườn núi. Nhưng thành quả có được là một phong cảnh bao la, xanh mướt hiện ra trước mắt. Những thảm cỏ xanh non mọc tự nhiên, nơi đây như một chiếu nghỉ dừng chân cho du khách sau một quãng đường leo dốc khá mệt mỏi. Khi nằm trên cỏ, nhắm mắt lại và hít một hơi thật căng để có thể cảm nhận được mùi vị đặc trưng của núi rừng, cái cảm giác trong lành, yên ả lâu lâu mới gặp,
nghe những âm thanh vừa quen vừa lạ, mở mắt ra là tất cả mây trời. Đứng ở đây, du khách có thể phóng tầm mắt xa xa, nhìn ngắm thiên nhiên hoang sơ nhưng đẹp lạ thường. Màu xanh bao la, điểm đâu đó là màu đỏ, vàng của hoa chuối rừng, hoa thiểu đất đỏ rực dưới chân, tưởng chừng như những bông hoa đó ngoi lên từ trong lòng đất. Du khách sẽ có cảm giác thật thư thái, tâm hồn hòa nhịp với thiên nhiên. Thứ 5. Thác Mưa Rơi. Thác Mưa Rơi hay còn gọi là Thác Nậm Đứt, nhưng được người dân tộc Tày nơi đây thân mật gọi là Mưa Rơi. Sở dĩ có tên gọi này là khi vào những ngày khô, đổ từ trên thác chỉ có một dòng thác nhỏ xuống sông thần xa tựa như những hạt mưa rơi. Vào mùa hè, thác hiện ra như nàng công chúa trong rừng, hiện đôi ba ngày rồi lại ẩn mình vào trong vách núi. Thác có hình thù kỳ ảo bởi sự đan xen của nhiều dòng thác lớn, những dòng thác nhỏ phun từ kẽ đá phun nước xuống hoa lá đầy vẻ quyến rũ lạ thường. Còn vào mùa mưa, thác phun nước trắng xóa như cảnh đẹp mà bạn có thể nhìn thấy như phim hay là trong tranh vẽ. Thứ 6 là đồi chè Tân Cương. Nếu bạn là một bạn trẻ yêu du lịch, khám phá và là một tín đồ của những bức ảnh đẹp, thì đồi chè Tân Cương là địa điểm không thể bỏ qua. Ngoài việc được biết tới là một vùng đất thanh bình có rất nhiều cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, thì Thái Nguyên còn được biết đến tới hình ảnh những đồi chè Tân Cương xanh mướt mắt. Đây chính là một trong những điểm nhấn khiến cho du lịch Thái Nguyên ngày càng có sự cuốn hút hơn đối với du khách. Nằm cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 10 km về phía Tây Nam, tập trung chủ yếu ở ba xã Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Triều, với diện tích trồng chè trải rộng hơn 1.300 ha. Đồi chè Tân Cương đẹp hoàn mỹ bởi cảnh sắc, mây trời, một màu xanh trắng hòa quyện. Tất cả mọi nơi đều ngập tràn trong sắc xanh tươi mát của cỏ cây, của đồi chè, nên khi các bạn tới đây, tâm hồn sẽ cảm thấy khoan khoái hơn, dường như mọi khó khăn, bộn bề của cuộc sống thường ngày cũng dần theo đó mà tan biến hết. Chính bởi cảm giác này mà ngày càng có nhiều người muốn tới đây để trải nghiệm hơn. Thứ 7 là không gian văn hóa trà Tân Cương. Ngoài những đồi chè bạt ngàn xanh ngắt, Thái Nguyên còn nổi tiếng bởi một địa danh lưu giữ nhiều hiện vật về trà. Đó là không gian văn hóa trà Tân Cương. Nằm cách những đồi chè Tân Cương, không gian văn hóa trà tọa lạc như một nhân chứng ghi lại tất cả những thành tựu về loài cây này trên mảnh đất Thái Nguyên. Trưng bày hiện vật và thưởng trà là hai khu vực chính ở đây. Trong khu hiện vật, du khách có thể thỏa chí tò mò về lịch sử trà Thái Nguyên, công cụ, cách làm chè và thậm chí cả những hãng chè ngon nhất trên đất Thái Nguyên cũng tề tựu trưng bày tại đây. Đi qua một đoạn hành lang dài khoảng 50m, là khu vực thưởng trà. Ở đây bạn hoàn toàn có cơ hội thưởng trà theo đúng văn hóa uống trà của Việt Nam và thưởng thức những ấm chè Tân Cương mới nhất, ngon nhất, vừa hái từ đồi về. Thứ 8 là Chùa Hang. Chùa Hang nằm ngay trung tâm thị trấn Chùa Hang Đồng Nghị, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 2 km. Chùa Hang có tên chữ là Kim Sơn Tự, còn được gọi là Tiên Lữ Phật Động. Nơi đây có tiếng là chốn cửa Phật linh thiêng, trung tâm Phật giáo lớn của tỉnh và là địa điểm du lịch tâm linh hấp dẫn. Di tích thắng cảnh Chùa Hang có 3 ngọn núi đá lớn độc lập trên vùng đất bằng phẳng. Ngọn núi đứng giữa có tên là Huyền Vũ, cao to vững chãi, hai bên là hai ngọn Thanh Long, Bạch Hộ, vươn cao uy nghi. Ba ngọn núi kết với nhau bởi dải yên ngựa chừng 1.000 mét, phong cảnh hữu tình. Địa điểm tiếp theo là An Toàn Khu ATK Định Hóa. Di tích lịch sử An Toàn Khu ATK Định Hóa thuộc địa phận các xã Phú Đình, Điểm Mặc, Thanh Định, Định Biên, Bảo Linh, Đồng Thịnh, Quy Kỳ, Kim Phượng, Bình Thành và thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên với tổng diện tích quy hoạch bảo tồn trên 5.200 km2. Đây cũng là địa bàn giáp danh giữa các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang và Bắc Cạn. Những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, nơi đây Bắc Hồ và Trung ương Đảng đã chọn đặt căn cứ chỉ huy của kháng chiến từ năm 1946 đến năm 1954. ATK Định Hóa hôm nay trở thành điểm đến hấp dẫn ở tỉnh Thái Nguyên, hàng năm thu hút hàng triệu du khách đến tham quan và tưởng niệm một thời hào hùng của dân tộc. Năm 1981, ATK Định Hóa được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, xếp hạng di tích lịch sử quốc gia. Vào ngày 10 tháng 5 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã xếp hạng ATK Định Hóa là di tích quốc gia đặc biệt. ATK Định Hóa có 13 di tích thành phần, gồm nhà tù Chợ Chu, địa điểm thành lập Việt Nam Giải phóng quân, địa điểm Bác ở và làm việc tại đồi Khao Tý năm 1947. Nếu như bạn muốn tìm hiểu về cội nguồn của dân tộc, thì hãy đến với khu di tích quốc gia đặc biệt An Toàn Khu ATK Định Hóa Thái Nguyên, một điểm đến lý thú cho kỳ nghỉ sắp tới.